Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Mến, ở những bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về chủ đề 3, vẻ đẹp quê hương. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng đến với tiết 44, ôn tập lại những văn bản thuộc chủ đề này mà chúng ta được học. Về mục tiêu cần đạt kiến thức, các em nắm vững lại các văn bản nội dung thể loại thuộc chủ điểm vẻ đẹp quê hương, nắm vững đặc điểm thể thơ lục bát trong một bài ca dao cụ thể. Về năng lực, biết cảm nhận một bài thơ lục bát, nêu ra những đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát. Về phẩm chất, bồi dưỡng trong chúng ta tình yêu cuộc sống, yêu thơ văn và trân trọng những vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Các em thân mến, đến với phần ôn tập ở sách giáo khoa trang 82-83, bài 1. Tóm tắt nội dung các văn bản sau và xác định thể loại của chúng bằng cách điền vào bảng hoặc kẻ vào vở. Văn bản, nội dung, thể loại. Văn bản thứ nhất, những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương. Văn bản thứ hai, Việt Nam quê hương ta. Nội dung văn bản thứ nhất, thể hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp, trù phú của những địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh anh hùng. Văn bản thứ hai, thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, của những con người lao động cần cù, chịu khó, của truyền thống đấu tranh bất khuất và lòng chung thủy, sự tài hoa của con người Việt Nam. Thể loại của văn bản 1, ca dao. Thể loại của văn bản thứ hai, thơ lục bát. Bài 2, chỉ ra những đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao sau. Sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa, thon thon hai mũi chèo hoa, lướt qua lướt lại như là bướm bay. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Phan Đăng Tài, Nguyễn Thúy Loan, Đặng Diệu Trang, Kho tàng ca dao người Việt, tập 3, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 1985. Ở bài thứ hai, em thấy đặc điểm của thể thơ lục bát trong bài ca dao. Sách giáo khoa trang 83. Về vần, nhịp, thanh điệu, bài thơ có 4 dòng với 2 dòng lục 6 tiếng và 2 dòng bát 8 tiếng. Em thấy tiếng thứ 6 của câu lục. Thứ nhất, hiệp vần với tiếng thứ 6 của câu bát. Thứ nhất, ngần, gần. Tiếng thứ 8 của câu bát thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ 6 của câu lục thứ hai và tiếng thứ 6 của dòng bát thứ hai. Xa, hoa, là. Ngoài ra còn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thanh bằng trắc trong bài thơ. Về ngôn ngữ, từ ngữ giản dị nhưng giàu sức gợi, diễn tả cảnh buồm tấp nập trên dòng sông Tô. Tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa như thuyền buồm chạy gần chạy xa, so sánh như lướt qua lướt lại như là bướm bay, khiến cho cảnh vật gần gũi thân quen với con người. Đi vào bài thứ ba, dựa vào gợi ý sau, em hãy nêu những đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát. Chúng ta thấy
phương diện, đặc điểm. Ở phần hình thức, nội dung. Về hình thức, đặc điểm đoạn văn được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn xuống dòng. Thứ hai, một đoạn văn phải đảm bảo cấu trúc gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Về nội dung, trình bày cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Mở đoạn giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung của bài thơ. Thân đoạn trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ. Kết đoạn khẳng định lại cảm về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân. Đề bài của bài 4 đó là nêu hai kinh nghiệm mà em có được khi viết và trình bày cảm xúc về bài thơ Lục Bát đã học. Kinh nghiệm thứ nhất, trước lúc chúng ta nói hoặc là viết, phải xác định mục đích là gì, người đọc, người nghe là những ai. Điều đó sẽ giúp em định hướng được nội dung bài viết và tăng hiệu quả giao tiếp. 2. Cần tìm những từ ngữ, những hình ảnh gợi cảm xúc, những biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng trong bài thơ, từ đó phát huy cái hay, cái đẹp của bài và nêu cảm xúc của mình. Đến với bài 5, hình ảnh quê hương hiện lên trong tâm trí mỗi người không giống nhau. Đối với nhà thơ Tế Hanh, quê hương là con sông xanh biếc. Đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp, quê hương gắn liền với những kỷ niệm trên dòng sông tuổi thơ. Vậy hình ảnh quê hương trong tâm trí em là gì? Quê hương có ý nghĩa thế nào đối với mỗi chúng ta? Em có thể làm gì để quê hương ngày càng giàu đẹp hơn? Các em ạ, hình ảnh quê hương hiện lên trong tâm trí mỗi người thật khác nhau. Với mỗi người, quê hương đều là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng và cao quý. Có thể với em, quê hương là chốn bình yên, nơi em được tự do vui chơi, được tự do nô đùa, thỏa thích thả diều, tắm mát trên sông, hoặc được ăn những thức quả ngon chín mọng trong vườn của ông bà, nơi quê hương yêu dấu. Quê hương thật sự có ý nghĩa rất quan trọng và thiêng liêng đối với mỗi chúng ta, bởi đó là nơi chôn rau cắt rốn, có tổ tiên, ông bà, có họ hàng để nhắc nhở ta về cội nguồn của bản thân mình. Để quê hương ngày càng đẹp hơn, thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần phải có trách nhiệm đóng góp và xây dựng. Và tất cả những điều ấy có thể được làm bằng những cách khác nhau, thiết thực và cụ thể, như giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, trồng thêm cây xanh, tôn tạo các công trình văn hóa như đền, chùa, di tích lịch sử. Bên cạnh đó, em có thể học thật giỏi nè, để sau này quay về quê hương xây dựng, phát triển quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn. Thân mến, hy vọng với những kiến thức mà cô cung cấp, các em đã phần nào nắm vững lại chủ điểm vẻ đẹp quê hương và ngày càng biết yêu quý, trân trọng những giá trị tốt đẹp của quê hương mình hơn nữa. Bài học đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau. Thân ái, chào các em.